Suốt tuần lễ nay mưa lũ ở đâu à mầm kéo về làm ướt thêm cho mảnh đời lãnh chiến. Mưa to gió lớn làm siêu vẹo những túp liều. Nước mưa tràn ngập trong giao thông hào dâng cao trong hầm chiến đấu. Mùn mền quần áo ướt nhẹp đâu đâu cũng ướt sũng nước mưa. Đêm khuya ngủ không nổi mà thức cũng không xong. Hòa lúi cuối bật học quẹt châm điếu thuốc mãi không xong. Gió tóc vào từ cả bốn phía. Ánh lửa vừa bùng lên lại tắt phục ngay. Chiếc hộp quẹt Zippo kỳ gió cho Nam đem theo rồi. Giá mà giữ lại làm chút kỷ niệm thì cũng hay, nhưng thôi chỉ có gợi thêm nỗi buồn rầu, đau xót. Có tiếng giày lõm bõm trong nước mưa, Hòa ngước lên, Mã Ngọc Hiền, người mang máy truyền tin của trung đội ghé mặt vào liều đưa cho Hòa một lá thư. À, thư gửi cho Nam, Hòa nhận nhé. Nam chùi tay vào vạt áo cho khô rồi cầm lấy lá thư. Người gửi Huỳnh Thị Hà, Tân Hương, Bến Tranh, tỉnh Định Tường. Thương về Mai Văn Nam, đại đội 84, tiểu đoàn 8 nhảy dù. Tự dưng nước mắt Hòa trào ra tràn rụa, có tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ một nơi nào đó, dường như từ một nơi nào xa thâm thẳm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp xé ngang trời. Những tia chớp dữ dằn ngoằn ngoèo vạch ra những lóe sáng như hâm he dọa nạt. Hòa đưa tay áo lên chùi nước mắt, nhìn đăm đăm ra ngoài rừng mưa. Hình ảnh thằng bạn thân lại hiện về, giọng ca của Nam trong bài Vọng Cổ Tình Anh bắn chiếu như vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Đâu rồi Tân Hương quê hương yêu dấu đã hai năm qua chưa hề một lần ghé lại. Ba má chắc già yếu hơn xưa. Bé ba, trời ơi tội nghiệp con nhỏ, yêu nhau chưa một lần gặp mặt mà đã vội vĩnh viễn chia xa. Bé ba ơi, Nam ơi, tao thật có lỗi với tụi bay, trời ơi là trời. Hòa lấy trong túi áo ra gói tru bi quân tiếp vụ, gỡ một điếu gắn lên môi, điếu thứ hai đặt lên nắp thùng đạn đại liên. Hòa bật hộp quẹt mồi cả hai điếu thuốc, trịch một hơi dài ém sâu vào buồng phổi thì thầm. Nam à, là một điếu đi ra rồi, nhìn tao đốt lá thư gửi cho mày nhé. Tạm thời tao chưa thể báo tin cho con bé ba được, tội nghiệp nó sẽ buồn thảm biết chừng nào nếu hay được tin dữ. Góc lá thư bén lửa lăn nhanh, lửa đi tới đâu lá thư uốn cong thành thang tới đó. Một cơn gió lạnh ùa vào, nâng lấy tấm giấy than cuốn đi ra ngoài. Hòa vào mưa gió, vào đất trời lồng lộng. Khuôn mặt Nam như thoáng hiện trong giá rét lạnh căm căm, vẻ oan khiên trong đôi mắt buồn rầu. Hòa ơi, tao không muốn chết. Một nỗi xót xa nhói buốt dâng lên đè nặng hơi thở của Hòa. Nam ơi, tao cũng vậy, tụi mình chẳng đứa nào muốn chết. Mưa vẫn rơi tầm tã trên những kiếp người sinh lầm thế kỷ. Tháng 7 năm 74, sư đoàn nhảy dù kéo quân về Quảng Nam, đơn thân độc mã giao chiến dữ dội với hai sư đoàn chính quy 304 và 324B lừng lẫy của Bắc quân, mong giành lại quận lỵ Thường Đức, đã rơi vào tay địch trước đó. Cao điểm 1062 giữ một vị trí chiến thuật rất quan trọng trên toàn mặt trận. Từ cao điểm 1062 nhìn về biển, phi trường Đà Nẵng hiện ra rõ mồn một. Cao điểm 1062 lại nhìn xuống chân dãy núi Sơn Gia, kiểm soát liên tỉnh lộ 4, con đường độc đạo huyết mạch nối Đà Nẵng đi qua Hiếu Đức, Đại Lộc, Ái Nghĩa, Cầu Chìm, Ba Khe vào Thường Đức. Tiểu đoàn 1, 8 và 9 thuộc lữ đoàn 1 nhảy dù cẩn trọng tiến vào chảo dầu lửa đang sôi sùng sục. Trong từng căn hầm kiên cố địch đang hòm súng, thảnh thơi chờ đợi. Những bãi mìn giăng sẵn hiền hòa ngây thơ vô số tội. Những khẩu 57 ly đầy đủ đạn dược ngất mõm lên hốc đá, ngủ gà, ngủ gật. Mặt trận bùng lên dữ dội ngay từ những phút đầu tiên khi đoàn quân mũ đỏ tiến chiếm làng Hà Nha. Đại Bắc 57 bắn trực xạ từ bên kia núi băng qua sông Vu Gia rơi vào đội hình đoàn quân. Pháo binh súng cối ào ạt dội xuống như mưa bất. Những người lính nhảy dù can trường nương theo tiếng đạn réo mà dấn bước tiến lên. Cánh quân này bắn che cho cánh quân kia chồm lên quăng lựu đạn gào lên những tiếng hô xung phong vang động cả một góc trời. Hòa và các đồng đội chiến đấu trong tình trạng ngặt nghèo, khẩu phần lương khô bỗng nhiên biến đâu mất, thay vào đó toàn là gạo tươi. Nấu được một nồi cơm là cả một công trình khó nhọc. Hễ nơi nào có khói bốc lên thì địch quân từ trên cao lập tức chấm tọa độ, đạn pháo và cối đi theo bén gót ngay lập tức. Anh em phải nấu cơm dưới hầm sâu, một người nấu thì hai ba người hè nhau quạt cho khói tan đi, khói không tan thì người tan. Hỏa lực phi pháo yểm trợ của ta không còn mạnh bạo như ngày xưa nữa. Từ ngày người Mỹ cuốn cờ ra đi, nguồn cung cấp vũ khí đạn dược bị cắt hoàn toàn, một tấc sắt viện trợ cũng không có.
Trong khi đó phía bên kia nắm được thời cơ, Liên Xô và Trung Cộng ra sức viện trợ quân sự ồ ạt cho Bắc quân đẩy mạnh thế áp đảo. Họ vô đơn chí, một số người nắm chức vụ chỉ huy cao cấp, một số quan đầu tỉnh tham tàn vô nhân đem bán cả vũ khí đạn dược, máy truyền tin, thuốc men, gạo thóc cho đối phương. Họ ăn cướp, giết người, giết đồng đội của họ ngay giữa ban ngày ban mặt. Điệu cán thay trên ngực họ treo lủng lẳng một đống huy chương anh dũng bội tinh, có thậm chí còn có cả bảo quốc huân chương. Tứ bề thổ địch mà Hòa và các bạn vẫn nắm chặt tay súng xông lên phía trước. Các anh lính dù ơi, thương các anh kể sao cho hết. Nép người sau những lùm cây rậm rạp, trung đội Hòa chuẩn bị tấn công chiếm lại ngọn đồi đã mất vào tay địch ngày hôm qua. Ngọn đồi mất đi lấy lại đã ba lần, mỗi khi quân ta vừa chiếm được thì địch lại tập trung số lượng quân nhiều gấp bội để giành lại cho kỳ được. Khi tiếng pháo binh bắn yểm trợ vừa dứt, cả trung đội dẫn người lên lao nhanh về phía trước, thật nhanh trước khi địch kịp ngóc đầu lên, đánh bằng lựu đạn gọn và hiệu quả. Nhiều khi vừa ném lựu đạn xuống hầm, lựu đạn chưa kịp nổ, người lính đã băng qua phía sau lưng căn hầm rồi. Quân dù đánh mạnh và nhanh quá, địch trở tay không kịp. Những lưng áo kaki Nam Định ở phía giao thông hào chưa kịp tràn ngập vội vã tụt xuống chân đồi. Những người lính nhảy dù chưa kịp mừng rỡ thì chợt chết điếng trong lòng. Xác lính dù treo toàn ten trên cành cây, ngực bụng bị mổ banh, ruột gan tim phổi đổ lòng thòng ra ngoài. Trước cảnh tượng ghê rợn ấy, ai cũng tái mặt trùng mình. Địch giở trò giả mang hồng gieo rắc sợ hãi, khủng bố tinh thần chiến đấu của đoàn quân Mũ Đỏ. Không ai bảo ai, mỗi người lính nhảy dù lặng lẽ thủ riêng cho mình một trái lựu đạn cuối cùng. Trước tình cảnh này, thà chết quyết không để bị bắt sống. Cùng lắm thì lựu đạn cưa đôi, tớ mà chết thì đằng ấy cũng đi chầu Diêm Vương nhá. Rơi vào thế một mất một còn, nhất định không để bị bắt sống. Buộc phải liều mạng một phen sống mới với địch quân. Quân dù ào ạt xông lên mạng đổi mạng, chiến trường phút chốc bùng lên dữ dội tàn bạo. Quân dù gào thét lao về phía địch không gì cản nổi, địch quân ngỡ ngàng chấn động rồi kinh hoàng rối loạn khi đột nhiên lực lượng nhảy dù mở những đợt tấn công như vũ bão, mãnh liệt như chưa từng, dữ dội như thế. Hàng ngũ địch trở nên hỗn loạn, phòng tuyến của họ gãy vụn từng mảng dưới sức công phá kinh hồn của đoàn quân Mũ Đỏ. Chiều hôm ấy, thiếu úy Nguyễn Minh Trung, người sĩ quan trung đội trưởng duy nhất còn lại của đại đội 84, chỉ huy trung đội đánh chiếm đồi 1062, khoảng 4 giờ chiều thì chiếm được ngọn đồi. Địch quân tháo chạy, một nỗi nghi ngờ nhen nhúm trong lòng mọi người sau khi tìm cách xác định lại vị trí trên bản đồ vẫn cảm thấy không chắc ăn. Tiểu đoàn cho bắn pháo binh bằng đạn khói thì ngã ngửa, ngọn đồi vừa chiếm được chưa phải là đỉnh 1062. Phải vượt qua một cái trũng sang đồi bên kia mới là mục tiêu phải thanh toán. Vòng cao đậu của ngọn đồi vừa chiếm không có ghi số, ngọn đồi không có tên, không tên tức là đã có tên rồi đó, tên của nó là đồi không tên. Từ đó trở đi anh em nhảy dù gọi đó là đồi không tên, bài không tên thì đầm đìa nước mắt chia ly, đồi không tên thì lên láng máu xương. Qua ngày hôm sau, đại quý Đồng Văn Minh, đại đội trưởng gọi máy điều động trung đội của thiếu quý Nguyễn Minh Trung đánh chiếm đồi 1062. Ngày đơn vị mới nhập cuộc, quân số của trung đội điểm danh được 41 người, nay chỉ còn mười mấy mạng chuẩn bị đánh trận cuối. Thiếu quý Nguyễn Minh Trung dẫn tiểu đội của trung sĩ Nguyễn B luồn trong cánh rừng rậm rạp tiến lên đồi 1062. Thành phần còn lại của trung đội nằm tại đồi không tên làm điểm tựa và bảo vệ mặt lưng. Rừng già thường đất thật hiểm hóc, những gốc cây cổ thụ to lớn hai người giang tay ôm không giáp vòng. Những lúc bị pháo anh em ôm lấy gốc cây quay theo mà tránh miễn, dây leo đang chằng chịt với gai gốc, với cây rừng bịt kín lối đi. Thiếu quý Nguyễn Minh Trung dẫn đầu toán quân, dùng dao rừng chặt cây mở lối cho tiểu đội tiến lên. Vượt qua được cái trũng rồi chân bắt đầu nặng bước leo dốc. Toán quân đi xuyên qua được một đoạn dốc đường rừng, trung sĩ Nguyễn B vượt lên. Thiếu quý nghỉ tay để em chặt tiếp. Nguyễn B đưa tay đỡ lấy cây dao rừng ra sức tả xung hữu đột. Bất thình lình từ trong khoảng cách chỉ vài thước ngay trước mặt, một cái nón cối chợt nhô lên. Tiếp theo là một loạt AK nổ chát chúa, trút hết một băng 30 viên vào người trung sĩ Nguyễn B. Thân thể người trung sĩ tan nát trong nháy mắt. Từ trong giao thông hào địch quăng lựu đạn ra như mưa. Tiểu đội giạt trở xuống, thiếu quý Nguyễn Minh Trung và hơn phân nửa tiểu đội dính miệng lựu đạn. Anh em nằm lại chịu, tập trung hỏa lực bắn phủ đầu địch quân để Huỳnh Văn Hòa và Nguyễn Văn Tân bò lên kéo thi hài trung sĩ Nguyễn B.
Toàn bộ tiểu đội trúc trở về đồi không tên, đơn vị nhỏ bé đầu tiên của tiểu đoàn 8 nhảy dù vừa mới chạm vào vòng ngoài của cao điểm 1062. Trận chiến đẫm máu diễn ra chung quanh ngọn đồi 1062 khiến cả hai bên thiệt hại nặng nề. Quân số của hai trung đội gom thành một vẫn không bằng phân nửa quân số một trung đội lúc mới vào vùng hành quân. Địch ở trên cao, ta ở dưới thấp, tráng ngựa cổ ngôi lên, vừa bám được vào tuyến phòng thủ của địch thì lại bị đánh bật trở xuống, lại mất đi một số đồng đội. Địch quân chiến đấu rất kiên cường, dũng cảm, rất xứng đáng với tiếng tăm lừng lẫy của sư đoàn 304 và 324B. Cuối cùng, tiểu đoàn 8 nhảy dù đã đánh bật địch quân ra khỏi cứ điểm 1062 khi cả ba đại đội căng hàng ngang, đồng loạt xung phong, xuyên qua những mảng công sự chiến đấu bị chọc thủng. Đoàn quân mũ đỏ tràn lên như nước vỡ bờ, những trái lựu đạn lăn rất nhanh vào hầm chiến đấu của địch, tiếng súng vang rền khắp mọi nơi, mùi thuốc súng khét lẹt, khói súng xây thành. Niềm vui chiếm lĩnh ngọn đồi 1062 chưa kéo dài được bao lâu thì chợt tắt ngấm. Địch tập trung hỏa lực dội mưa pháo trùm lên đỉnh 1062, cả ngọn đồi nằm dưới một lưới lửa khổng lồ. Đạn nổ xô ngã cây cối, đạn từ trên cao chụp xuống, đạn từ dưới đất dội ngược lên, đạn rít lên ghê rợn xé nát đất trời. Thương vong càng lúc càng nhiều, đến khi đại quý Võ Thế Hùng và thiếu quý Ngô Văn Cường bị loại khỏi vòng chiến, thì đại đội 81 không còn sĩ quan chỉ huy. Đại quý đại đội trưởng Võ Thế Hùng bị trọng thương, trung quý Huỳnh Hữu Hạnh bị thương, thiếu quý Đoàn Tấn tử trận, thiếu quý Quách Giang bị thương, thiếu quý Ngô Văn Cường bị thương. Các sĩ quan ưu tú của đại đội 81 đều xuất thân từ các khóa sĩ quan trừ bị. Máu của họ và các đồng đội đã đổ xuống làm sẫm màu đất của quận Thường Đức, vùng đất chơi vơi khóc bao quan hùng tử sĩ. Cơn địa chấn vừa dứt từ các giao thông hào, quân dù vội ngóc đầu lên quan sát chuẩn bị nghênh cản những đợt xung phong của địch. Tiếng anh em gọi nhau di tản thi hài tử sĩ băng bó thương binh, có tiếng ai đó gọi lớn: "Hiền ơi, ra đi mau, quả chết rồi!" Mã Ngọc Hiền buông vội chiếc máy truyền tin phóng vọt ra ngoài chạy nhanh đến hầm của Hòa. Phân nửa người của Hòa nằm vắt trên miệng hầm, đầu ngoẹo về phía sau. Mảnh đạn pháo chém gần đứt lìa đầu của Hòa, chỉ còn dính một chút da nơi cần cổ. Máu động lại thành vũng bên phía dưới thi thể của Hòa. Hiền đứng lặng nhìn thân xác bất động của bạn mình. Hòa chết trong tư thế thật là ác nghiệt. Hiền chợt nghe môi mình có vị mặn mặn. "Hòa ơi, thôi hết rồi, đi tìm Nam cho có bạn Hòa nhé." Vùng Thường Đức không có loài chim rừng trút lên những tiếng kêu thiết tha: "Tiểu đoàn 8 tà tà, tiểu đoàn 8 tà tà." Sau những tháng ngày dài nằm điều trị tại bệnh viện Đỗ Vinh, hắn trở lại vùng hành quân. Trời đã đổ lạnh, cơn rét hàng năm ở vùng địa đầu giới tuyến đã quay về, và hơi lạnh lên những khuôn mặt trám cháy gió sương. Giáng sinh sắp đến mà phải rời xa thành phố yêu dấu kể cũng buồn, buồn quá đi chứ. Nhất là đối với một kẻ vẫn chưa có một mối tình nào lận lưng như hắn. Thời gian này tiểu đoàn 8 nhảy dù đã trút quân ra khỏi mặt trận Thường Đức, về lại Bắc Thừa Thiên nằm chạm tuyến vùng sông Bầu. Đại đội 84 trại chốt trên núi Cồn Tre. Đại quý đại đội trưởng Đồng Văn Minh được chọn là chiến sĩ xuất sắc toàn quân, đang đi du ngoạn ở Đài Loan. Trung quý Lê Chí Thượng tạm thời nắm quyền chỉ huy đại đội. Hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy đơn vị toàn những khuôn mặt mới, cựu binh chỉ còn lại lác đác vài người: Mã Ngọc Hiền, Nguyễn Văn Quang tức quan thầy chùa, Trần Văn Ninh, dàn hạ sĩ quan của trung đội 3 đại đội 84 chết sạch không còn một người sống sót. Trung sĩ nhất Nguyễn Văn Sanh, trung sĩ Nguyễn B, trung sĩ Chi, hạ sĩ nhất Nguyễn Đông. Gần 200 quân nhân gồm các sĩ quan trung đội trưởng, các hạ sĩ quan và anh em binh sĩ thuộc tiểu đoàn 8 nhảy dù đã tử trận trong cuộc hành quân Thường Đức. Người đứt đầu, người thi thể tan nát, người gom cả hình hài xương thịt chứ không đầy một nón sắt. Gần 300 quân nhân mang thương tích, người mất tay, người mất chân, người mù mắt, người bại liệt, sống dở chết dở. Ai dám nhận mình là người hùng của trận Thường Đức? Buổi sớm mai bên dòng sông Bồ êm ả trong lành làm sao, không có những tràng đại liên nổ rồn rã bất tận, không có tiếng đại pháo gầm thét vang trời, không có tiếng nổ đùng đục của lựu đạn, không có những tiếng gào xung phong. Nơi đây chỉ có tiếng chim non ríu rít trên cành, trong những lùm cây xanh mướt trên dãy núi Cồn Tre, thật bình yên. Sương mù len lỏi lượn lờ trong những khe núi đẹp như truyện thần tiên. Binh nhất Nguyễn Ngọc vươn vai thức giấc bước ra khỏi hầm múc ca nước chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Bất ngờ một tiếng cắt cù vang lên, Nguyễn Ngọc bật ngửa ra đằng sau.
Viên đạn bắn xẻ oan nghiệt từ bên kia đồi cắm vào giữa ngực Nguyễn Ngọc, phá một lỗ lớn ra phía sau lưng. Anh em vội vã nhảy ra dìu Nguyễn Ngọc vào hầm băng bó, cầm áo vết thương gấp rút tản thương về bộ chỉ huy tiểu đoàn. Nhưng Nguyễn Ngọc đã hắt hơi thở cuối cùng trên đường tải thương trong chiếc vỏ cano là phương tiện duy nhất để qua sông bằng cách lần theo sợi dây thần dân ngang mặt nước sông Bồ. Trung sĩ Nguyễn B, người anh ruột thịt của Nguyễn Ngọc, đã tử trận trên cứ điểm 1062. Nguyễn Ngọc không chết trận Thường Đức. Chờ vài tháng sau, tiểu đoàn về đến sông Bồ mới chạy theo níu gót người anh của mình. Cũng trong mùa xuân năm ấy, một người em ruột khác của Nguyễn B phục vụ trong sư đoàn thủy quân lục chiến cũng tử trận. Một tuần lễ sau, khoảng 3 giờ chiều, trời nắng ấm sau mấy ngày mưa tầm tã, hạ sĩ Phạm Văn Nam hấp tấp chạy vào. Thiếu quý, em thấy tụi nó có mấy đứa đang tụ lại sửa mái chòi. Ra xem thiếu quý. Hắn cùng hạ sĩ Nam bước ra sát bờ rào, nhìn xuống chốt địch nằm ngay phía chân đồi trung đội, hướng về phía núi đông. Hắn thấy lô nhố mấy người bộ đội đang hì hục sửa chữa lại mái tranh sau những ngày mưa lớn. Hạ sĩ Phạm Văn Nam nâng khẩu M79 tựa lên vai, đưa mắt nhìn vào lỗ chiếu môn, rà nòng súng thật chậm, chọn điểm ngắm ngay giữa đám đông, lặng lẽ đặt ngón tay lên cò súng siết mạnh. Đầu năm 1975, tiểu đoàn 8 nhảy dù rời khỏi vùng sông Bồ về đóng quân trên đèo Phú Gia, một ngọn đèo thấp nằm về phía bắc của đèo Hải Vân. Các quân nhân thuộc tiểu đoàn 8 nhảy dù đón cái Tết cuối cùng trong đời lính chiến của mình tại đây. Có rất nhiều thay đổi về nhân sự trong dịp tống cựu nghinh tân này. Thiếu tá Nguyễn Viết Thanh về nắm quyền tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Phương về nắm chức vụ tiểu đoàn phó, đại quý Đồng Văn Minh lên giữ chức vụ trưởng ban 3, trung quý Quách Giang vừa mới chữa lon lên xử lý đại đội trưởng đại đội 84, đại đội trưởng đại đội 81 vẫn là trung quý Ngô Huệ, đại đội trưởng đại đội 82 vẫn là đại quý Trần Đình Ngọc, đại đội trưởng đại đội 83 vẫn là đại quý Phạm Văn Hiệu. Một số sĩ quan, hạ sĩ quan và anh em binh sĩ tách khỏi đơn vị về thành lập tiểu đoàn 12 nhảy dù thuộc lữ đoàn 4. Trong đó có thiếu quý Nguyễn Minh Trung, người sĩ quan trung đội trưởng duy nhất còn lại của đại đội 84 trên trận địa Thường Đức, hai lần bị thương vẫn vững vàng chiến đấu tới giây phút cuối cùng, một tay đeo trước ngực, tay kia cầm lựu đạn chỉ huy, không có được một tấm huy chương nào để làm kỷ niệm cho cuộc đời lính chiến của mình. Cũng như thiếu quý Lê Mậu Sức và chính bản thân hắn cũng vậy, trong đám bạn bè của hắn có đứa ngờ vực không tin rằng hắn đã từng tham chiến và bị thương trên chiến trường Thường Đức. Bị thương ngoài mặt trận và tản thương về bệnh viện Đỗ Vinh nằm điều trị mấy tháng trời ròng rã thì phải nhận được chấn thương bội tinh chứ. Ai đâu ngờ rằng cái chấn thương bội tinh của hắn, của thiếu quý Lê Mậu Sức đã bị người khác ăn cắp mất rồi. Có một số người làm việc ở hậu cứ, sáng cấp ô đi tối cấp về, sống đời nhàn tản không dính dấp cảnh máu đổ thịt rơi. Vậy mà họ có dư thừa anh dũng bội tinh, chấn thương bội tinh để chạy điểm lên cấp bậc. Họ lên luôn nhanh gấp đôi gấp ba lần những người đang lăn xả nơi chiến trường. Có trường hợp họ còn được vinh thăng đặc cách tại hậu cứ. Nếu đếm huy chương để luận anh hùng thì họ là anh hùng của những anh hùng. Trời bỏ vùng chạm tuyến thăm thẳm trong rừng sâu ra được đến ngoài đường lộ, ai nấy đều khắp khởi vui mừng. Nhìn thấy chiếc xe đò nhỏ bé, cũ kỹ, phun khói mù mịt chạy trên quốc lộ 1, ai cũng mừng mừng tủi tủi. Con đường nhựa sao láng mướt dễ thương quá. Những đứa trẻ đang chơi lò cò bên hàng hiên, những cô gái nghiêng vành nón nhìn theo đoàn xe, cả một trời hạnh phúc. Mọi người như thấy lại cuộc sống của chính mình, cuộc sống đã mất lúc nào và mình cũng chẳng biết, bây giờ bắt gặp lại mới hay mình đã từng đánh mất nó. Ra đến vùng an toàn, có nhà cửa, có chợ búa, có trường học thì lại được lệnh cấm quân, không được lai vãng xuống vùng dân cư. Anh em binh sĩ là gỗ đá, không có tình cảm, không có nhu cầu tinh thần chăng? Hắn âm thầm sắp xếp cho anh em trong trung đội thay phiên nhau băng đường đổ xuống Thừa Lưu, Phú Lộc mua sắm, vào quán cà phê tìm giây phút thoải mái cho tâm hồn sau những tháng ngày dài giam hãm trong chốn rừng thiên nước độc. Hắn dặn dò anh em nếu lỡ bị ban hai tiểu đoàn bắt thì cứ nói thiếu quý trung đội trưởng cho phép để khỏi bị ăn đòn. Mọi chuyện sau đó hắn đưa lưng ra hứng chịu. Hắn nằm đông đưa trên chiếc võng mắc giữa hai nhánh cây rừng, suy nghĩ mông lung. Nếu cứ phải chiến đấu trong cảnh tứ bề thọ địch, hỏa lực kiểm trợ yếu dần như thằng lằn vải đái, thì trước sau gì cũng sẽ tới phiên hắn. Nếu được lựa chọn, hắn ao ước được chết giống như các hạ sĩ quan trong trung đội của hắn, giống như Mai Văn Nam, Huỳnh Văn Hòa,
xin đừng cho hắn được sống mà phải chịu cưa chân cưa tay. Hắn tròn người bật dậy phản xạ của một người lính chiến khi nghe tiếng chân người xào xạc bước đến. Thiếu quý, Mai Văn Nam mất lâu rồi sao vẫn có thư đến? Hắn đưa tay đón lấy lá thư, trên bìa lá thư hiện ra những nét chữ mềm mại. Người gửi Huỳnh Thị Hà, Tân Hương, Bến Tranh, tỉnh Định Tường, thương về Mai Văn Nam, đại đội 84, tiểu đoàn 8 nhảy dù. Hắn mơ màng nhìn về phía chân trời xanh thẳm, khuôn mặt trẻ măng của hai đồng đội hiện về trong ánh nắng lung linh. Bao kỷ niệm lũ lượt kéo về làm hắn thấy cay cay trong mắt. Hắn do dự trong giây lát rồi quyết định, hắn moi ra điếu thuốc tru vi quân tiếp vụ cuối cùng, gắn lên môi rồi châm lửa, kéo một hơi dài vào buồng phổi, mở lá thư ra đọc. Tân Hương ngày 5 tháng 1 năm 1975, anh Nam thương yêu, em đã gửi anh đến 3 lá thư, chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy trả lời, sao vậy hở anh Nam? Mộ của anh hai em cỏ đã bén rễ xanh rì, có đám mây đen ảm đạm che phủ bầu trời Tân Hương. Kể từ ngày hình hài, anh hai em được đưa về nơi quê nhà trong chiếc quan tài bọc kẽm. Đó cũng là lần đầu tiên anh hai em được đi phép. Mộ anh hai em nằm kế bên công ruộng của gia đình, dưới khóm tre lối rẽ vào vườn điều. Từ ngày anh hai mất, gia đình em bỗng lạnh lẽo, thê lương quá. Má em khóc suốt ngày sưng cả đôi mắt. Má vừa khóc vừa nhắc chuyện anh hai. Em đau lòng quá chịu không nổi. Ba em chẳng nói năng gì cả, ba buồn rười rượi lặng lẽ rót rượu hết ly này tới ly khác. Em đi học buổi sáng buổi chiều ở nhà lo việc đồng áng, hai bàn tay em nay đã nứt nẻ chai nhám, lúa ngoài đồng đã gặt xong, em ra ruộng lật đất lên trồng dưa gang và dưa hoàng kim. Em chờ buổi chiều xuống thật mát mới đi gánh nước tới gốc dưa, lúc gánh nước ngang qua ngôi mộ của anh hai, em lại ứa nước mắt rồi em lại chợt nghĩ đến anh. Anh vẫn còn ở đơn vị cũ hay đã chuyển đi đơn vị khác rồi, sao không thấy trả lời thư cho em? Lúc còn sống, anh hai em cũng không còn nhắc nhở gì đến anh. Trời ơi, sao em nhức đầu quá, anh Nam ơi, có một điều em sợ không dám nghĩ. Em vẫn chờ đợi anh. Anh Nam ơi, em buồn và cô đơn quá. Về đây với em đi Nam, về đây để em dán lại tấm hình cho anh, để em dán thật nhiều mơ ước khát khao lên tình yêu của chúng mình, anh nhé. Tác giả Vũ Đình Hải.